Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gấu Miền Tây của mình. Bữa nay mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh cam ngào đường. Mình chiên bánh cam làm sao mà cho bánh cam không xì và không nổ đó các bạn, và mình ăn cái vỏ nó giòn ở phía bên trong thì nó mềm dẻo rất là ngon. Cách này làm như thế nào thì mời các bạn cùng làm với mình nhé. Ở đây mình có 200g bột nếp. Bột nếp là bột nếp lọc nha các bạn. Nó có dạng cục như thế này nè. Các bạn làm bột nếp không dạng lọc cũng vẫn được nha. Còn cái này thì mình làm bột nếp lọc. 200g bột nếp và 100g bột gạo. Cái này cũng bột gạo lọc luôn nha. Bột gạo lọc với bột nếp lọc là mình làm chiên bánh lên nó ăn ngon lắm các bạn, nó giòn ngon lắm. Và 50g bột mì. Nếu mà các bạn không có bột mì thì các bạn khỏi bỏ bột mì cũng vẫn được ha. Mình bỏ bột mì vô mình chiên bánh cho cái vỏ bánh này nó được giòn hơn đó. Và 100g khoai lang. Khoai lang này mình đã hấp chín rồi nè các bạn. Mình làm cái món bánh cam này thì mình phải bỏ khoai lang vô ha, lặn cho cái vỏ bánh cam mình khi chiên nó không có bị xì và nó không bị nổ các bạn. Cái này cũng là bí quyết ha. Mình bỏ mà khoai lang vô nha. Cái này 100 khoai lang mình đã lắp hấp chín rồi, mình chỉ cần 100g khoai lang thôi. Và đường, cái này 200g đường, 150g đường thiện hồi mình để ngào bánh cam á các bạn. Và 50g đường thì mình bỏ vô cái vỏ bánh, lặn cho cái vỏ bánh này được giòn xốp á các bạn. Mình chiên bánh thì mình cũng phải bỏ đường vô cái vỏ bánh nha. Cái nhân thì nó cũng đã ngọt rồi nhưng mà mình cũng phải bỏ đường nha. Cái này là 50g đường vàng nè, mình bỏ vô cái vỏ bánh á, khi mình chiên lên cái vỏ nó có màu vàng đẹp lắm các bạn. Nhưng thì mình 100g đậu mà xanh ruột á các bạn. Mình cũng đã ngâm 4 tiếng, mình luộc chín, luộc hay mình hấp gì cũng vẫn được. Rồi mình bỏ đường, bỏ muối vô đây, rồi mình dò nhân nha các bạn. Bỏ 50g đường và một tí muối cho nó có nhân, nó hơi mặn mặn và ngọt ngọt đó các bạn. Cái mình dò viên lại được 12 viên. Cái phần nhân này mình chỉ nói sơ cho các bạn làm thôi ha, cũng đơn giản dễ làm. Mình đã làm sẵn là mình không có quay trực tiếp nha các bạn, mình tiết kiệm thời gian đó. Cái này là 160ml nước nha, lặn mình làm cái vỏ bánh đó. Nếu như mình thiếu nước thì mình thêm nước thêm nha. Cái phần vỏ bánh thì mình chỉ làm nước từ từ thôi, để không thôi thì nó bị nhão. Làm bánh cam thì chỉ có bao nhiêu gia vị đây nè các bạn. Rồi trước tiên mình đi tán nhuyễn khoai lang ra, lặn mình làm bánh mới được nha các bạn. Bây giờ mình mà bỏ khoai lang vô cái hộp gì đây nè, cho nó rộng rộng gì đây nè các bạn. Cứ mình tán ra, khoai lang mình cũng hơi nguội rồi các bạn, nó hơi cứng này nè, mình có tán mình vẫn phải tranh thủ mình tán ra cho nó nhuyễn ra ha. Khoai lang lúc mà mình mà mới luộc á các bạn, nó mềm nó dễ lắm, mình lại nó hơi lâu rồi nó cũng hơi mà khó tán ra. Mình lấy cái nĩa các bạn, khoai lang nãy giờ mình tán nhuyễn như đây là được rồi các bạn. Giờ mình thêm đường vô nha. Thêm 50g đường. Còn cái này 150g đường thì hồi để mình ngào bánh nha. Hồi mình chiên bánh xong rồi mình ngào đường. Trộn đường với khoai lang cho nó đều với nhau. Giờ mình bỏ bột nếp vô nè, 200g bột nếp, 100g bột gạo, 50g bột mì, 50g bột mì, trộn đều lên. Trước khi làm bột mình rửa tay sạch nha các bạn. Giờ rưới nước từ từ vô. Nhồi bột nha. Đổ nước từ từ các bạn, mình đổ từ từ mình nhồi để thôi nó nhão. Nhão mình khó làm bánh. Mình bỏ bột vô thêm cũng được nhưng mà nó dư bột không ngon. Nãy giờ mình nhồi bột gì đây là được rồi nè các bạn. Cái phần nước á, mình nhồi trước sau là 200ml nước nha các bạn.
nhồi 200ml nước. Nó mới cho ra cục bột như vậy đây nè. Bột nó dẻo như vậy là được rồi nè. Dẻo nó mịn nè. Mình nhồi bột xong rồi bây giờ mình ủ ha. Mình ủ bằng bột này khoảng 20 phút nha các bạn. Cho cục bột mình nó nở ra. Nở ra mình chiên bánh, cái vỏ bánh nó mới giòn, nó mới xốp, nó mới ngon nha các bạn. Rồi bây giờ mình để đây mình ủ nha. Ủ 20 phút. Bột thì mình nhắm chừng mình nặng là mình không cắt chia ra nha. Cái cục bột á, cái vỏ bánh á, thì nó gấp hai cái cục nhân nha các bạn. Mình bang bang ra cho nó mỏng mỏng như đây nè. Mình làm giống như chè xoay nước vậy đó. Rồi cái mình túm nó lại nè, mình túm nó lại, nếu cục bột nó còn hơi dư quá thì mình ngắt bỏ bớt. Mình vò tròn nó lại ha. Mình túm cái vỏ bánh vô cái cục bột á các bạn, mình túm cho nó chặt á nha. Đừng cho nó gỗng ruột ha. Cái gỗng ruột thì mình chiên nó bị xì bị nổ á các bạn. À, mình nói cái viên bánh gì đây nè. Cái mình đè nó hơi dẹp dẹp xuống ha. Mình bỏ qua đây. Tiếp tục mình làm một thêm một cái nữa. Mình vò tròn cái bắt đầu mình ép mình nặn ra vậy đây nè các bạn. Mình ban ra cho nó mỏng mỏng vậy đây nè. Còn mày cái mình mỏng rồi cái mình túm cái cục nhân nó lại vậy đây nè. Túm xuống. Túm mà mình thấy cái cục bột nó hơi dư quá thì mình ngắt bỏ bớt. Rồi bắt đầu vò tròn lại. Mình vò tròn xong mà mình túm cái cục nhân mình xong mình cho cái cục nhân cái vỏ bánh nó sát cái cục nhân ha. Rồi vò tròn vậy đây cái bắt đầu mình ép xuống hơi dẹp dẹp như đây nè là được. Mình túm cái vỏ bánh với cục nhân á, mình túm cho nó sát á nha các bạn, đừng có cho nó mà bị gỏng. Gỏng ở trong cục nhân thì mình chiên là hay nó bị phì á, rồi nó phồng quá phồng nó bị nổ, cái bánh mình không có ngon. Lúc làm mà túm cái phần vỏ bánh với cục nhân này cũng là quan trọng nè các bạn đó, thấy không? Túm cho nó sát vô. Bạn thấy không, cộng nhân mình vò rất là đẹp, không bóng nè, cái mình ép xuống đó, đang gì ép xuống rồi gì đây là được rồi. Rồi tiếp tục mình vò hết rồi mới chiên nha. Nãy mình vò bánh được 12 cái rồi các bạn, còn dư được một cục bột. Bột này mình làm bánh cộng nha các bạn. Giờ mình chuẩn bị cái chảo dầu lên chiên bánh ha. Trước khi mình nắn bánh thì mình cũng đã chuẩn bị cái chảo dầu cho nó nóng rồi nè các bạn. Mình chiên bánh thì mình chiên lửa cho nó dư thôi nha. Dầu nó cũng đã nóng rồi. Bây giờ mình bỏ bánh vô nha. Chiên bánh này cũng quan trọng đó các bạn. Mình bỏ bánh vô mình để cho nó thưa thưa gì đây nè. Đừng có để cho nó mà nó dính lại. Mình lúc mình mới bỏ vô thì nó còn mà bột nó còn mềm á các bạn. Mình bỏ khít quá là nó bị dính, cho nên mình bỏ thưa thưa ra ha. Rồi lúc đầu mình chiên bánh thì mình để lửa nhiêu thôi nha, mình đừng có để lửa to quá ha. Để lửa to quá thì nó nở, dầu nó nóng quá bánh nó phì lên là nó bị xì nhưng đó nha các bạn. Lúc đầu mình để lửa nhiêu thiệt nhiêu thôi nha. Bánh mình để thưa thưa gì đây là được rồi các bạn. Mình chiên hai mẻ quá, mình còn một cái bánh hồi mình nặn bánh cộng vô nữa. Mình chiên nhiều quá thì nó bị nở ra, nó bị dính bánh nha. Lửa kêu nên nó sôi lên từ từ. Chừng nào cái bánh nó hơi cứng cứng thì mình chở bề lại ha. Nãy giờ mình chiên bánh được chút thì nó cũng đã cứng cứng rồi nè các bạn. Bây giờ mình chở bề lại ha. Mình cũng chiên lửa thấp nhất nha các bạn, lửa kêu thôi nha. Cho bánh mình nó vàng ha, vàng từ từ. Nó cứng bánh. Chừng nào bánh mình vàng mình mới mở lửa to nha các bạn. Bánh nãy giờ mình chiên được 10 phút rồi nè các bạn.
Các bạn thấy cái bánh mình nó phì tròn lên rất là ngon ha. Lúc này mình cũng chiên cái mức lửa vừa nha, chứ đừng có mức lửa to quá nha. To quá thì nó phì lên là nó bị bể nhân nha các bạn, nó xì nhân đó. Mình cũng giữ cái mức lửa vừa thôi. Rồi mình chiên ha. Mình chiên rồi nào thấy nó vàng rồi mình mới dặn lửa cao lên ha. Lần mình đẩy dầu ra đó. Đang bây giờ thì bánh nó cũng đã chiên nó thấm dầu nè, tại vì chiên lửa nhỏ. Thì mà bánh nó vàng rồi mình mới dặn lửa cao lên rồi mình vớt ra. Rồi tiếp tục mình chiên cho nào bánh nó vàng rồi mình mới vớt ra nha các bạn. Bánh cam nãy giờ mình chiên vô đây là được rồi nè các bạn. Mình chiên khoảng 20 phút đó nha. Lúc này mình để lửa cho nó to ha. Cho nó to cái mình đẩy dầu nó ra. Lần mình vớt ra nha các bạn. Tại vì nãy giờ mình để lửa riêu rồi, cái bánh này mình đã thấm dầu đó. Bây giờ mình lửa cho nó to lên, cho nó sôi bừng lên, lần mình vớt bánh ra. Các bạn thấy nè, bánh nó giòn ngon rồi nè. Bây giờ mình vớt nó ra ha. Chiên bánh thì mình cũng phải chở qua chở lại ha. Lúc này là mình chở liền cái luôn nha. Mình chở không kịp là nó bị hơi nám mặt rồi nè các bạn. Mình vớt bánh ra mình để trong cái gỗ như gì hay là mình có thật gì miếng mà giấy thấm dầu á thì mình bỏ lên ha. Rồi tiếp tục mình còn có mấy cái bánh còng nè các bạn, mình chiên hết rồi mình mới ngào đường nha các bạn. Bánh cam bánh còng nãy giờ mình chiên xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy cái màu á rất là đẹp luôn. Bánh cam thì nó giòn nè. Nãy giờ mình để nó cũng hơi nguội nha các bạn. Bây giờ mình đi ngào đường nha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị cái chảo nè. Giờ mình bỏ đường vô rồi nè. Cái này là mình đổ vô 150g đường nữa nha các bạn. Nếu mà các bạn ăn ngọt thì các bạn ngào 200g đường ha. Giờ mình đổ vô đây 50ml nước nha. Bây giờ mình thắng nước đường cho nó tan chảy ra nha các bạn. Thắng nước đường cho nó tan chảy ra, nó cái sợi mình mới bỏ bánh vô mình ngào được nha. Nãy giờ mình thắng đường đựng chút rồi các bạn. Bây giờ nó đã cũng đã sôi bừng lên rồi nè. Nhưng vì đây là chưa có được nha các bạn. Mình cũng tiếp tục mình thắng nha. Mình thắng khi nào mà đường nó kéo một sợi chỉ như gì đây nè mới được nha. Bây giờ nó chưa kéo sợi chỉ ngon nha. Tiếp tục mình quậy, quậy cho nó đều lên ha. Nếu mà các bạn thích ăn ngọt thì mình ngào 200g đường. Ngào 200g đường thì nó áo đường lên bánh á, nó trắng nhiều hơn. Mà mình thấy cái vỏ bánh đó, nó cũng đã ngọt rồi, cái nhân thì cũng ngọt rồi. Mình làm cái vỏ bánh nó ngọt quá thì mình ăn nó ngán đó các bạn. Cho nên mình làm 150g đường. Đường nãy giờ nó sôi bừng gì đây là được rồi nè các bạn. Các bạn muốn biết được hay không thì mình coi cái chiếc đũa này nó sẽ kéo một sợi chỉ gì đây là được. Bây giờ mình đổ vô mình trộn ha. Lúc này mình cũng để lửa luôn nhưng mà mình để lửa riêu thôi nha các bạn. Để lửa riêu riêu mình trộn lên lặng cho nó áo đường vô ha. Cho nó khô lại từ từ. Bây giờ nó kết dính rồi nè các bạn. Nó kết dính nó khô đường rồi nè. Nó khô là nè. Là nó một đóng một lớp trắng lên. Giống như mà áo lớp trắng lên rồi các bạn thấy không? Cái vỏ bánh bây giờ nó đẹp rồi nè. Đường nó khô rồi nè. Cái vỏ bánh bây giờ nó đóng một lớp phấn trắng nè. Các bạn thấy mình bỏ đường vô, mình bỏ bánh cam vô cái nước đường nó hơi nhiều. Các bạn đừng có nói là nó bị mềm nha, nó không có mềm đâu. Cái áo một lớp đường rồi nó khô lại. Cái vỏ bánh này vẫn giòn cứng, không có mềm. Vì đây là mình tắt bếp được rồi nè. Tắt bếp rồi mình cũng phải trộn lên ha. Trộn lên làm cho cái bánh, bánh mình nó áo đường.
Rồi gì đây, mình thấy gì đây là áo điều rồi đó các bạn. Mình để bánh đi cho nó nguội đi rồi mình bẻ ra cho các bạn xem bên trong như thế nào ha. Bánh cam ngào đường nhân đậu xanh mình chia sẻ các bạn, mình làm đã xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy nè, mình ngào đường nó áo một lớp đường trắng lên rất là ngon ha. Áo một lớp phấn trắng luôn. Các bạn thấy nè, cái bánh cam nó giòn nè. Giờ mình bẻ ra cho các bạn xem ha. Bên trong nó gỗng ruột rất là ngon luôn các bạn. Nó giòn ở ngoài thì nó giòn, ở trong thì nó mềm dẻo rất là ngon ha. Nếu bạn nào có xem video của mình thì các bạn tranh thủ làm bánh cam theo công thức của mình ha. Mình tin các bạn làm thành công lần đầu tiên đó. Bánh cam thì làm mình chiên lên nó hay bị xì bị nổ lắm, nhưng mà công thức của mình thì làm nó không có xì có nổ đó các bạn, mà làm ra cái bánh cam giòn xốp ăn rất là ngon đó các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình xin chào và hẹn các bạn vào video sau.